Tôi rất vui và tự hào khi các cầu thủ giành chiến thắng ngày hôm nay. Bất kỳ đội bóng nào gặp Sông Lam Nghệ An đều rất khó khăn và không dễ để đánh bại đội bóng này. Hiệp 1 các cầu thủ chơi tốt và kiểm soát thế trận. Song đến hiệp 2, gió rất lớn và ảnh hưởng đến lối chơi của chúng tôi. Sang hiệp 2, Sông Lam Nghệ An chuyển sang sơ đồ 3-4-3 khi họ phất bóng dài lên. Có tới 5-7 cầu thủ tấn công. Điều đó đồng nghĩa với nguy hiểm cho đội U19 Hoàng Anh Gia Lai 1. Cá nhân tôi nghĩ rằng ở trận chung kết, thi đấu với đội nào không quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là U19 Hoàng Anh Gia Lai. Văn Đan và Thanh Khôi đã nhận 2 thẻ vàng và vắng mặt ở trận chung kết. Tôi nghĩ xuyên suốt giải đấu đến giờ, nhiều tình huống các học trò của tôi không xứng đáng nhận thẻ vàng. Trong khi Quốc Việt vẫn đang bỏ ngỏ khả năng ra sân và tôi sẽ phải đợi xem mọi chuyện thế nào. Thanh Khôi là cầu thủ rất quan trọng của đội. Như các bạn thấy, hôm nay Thanh Khôi đã thể hiện thế nào? Tuy không có thể hình cao to nhưng bù lại, Khôi phán đoán rất tốt. Trong nhiều tình huống, cậu ấy luôn có mặt kịp thời để giải vây cho hàng thủ đội bóng. Tôi rất tự hào trước tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Thời tiết nắng nóng nhưng các em đã chơi tập trung và thi đấu với tất cả những gì mình có. Tôi hy vọng toàn đội sẽ giữ được sự tập trung cho trận đấu cuối cùng. Yeah.